Hello anh, Fan City xin chào anh. Thực sự tôi không hiểu vì sao bạn là Fan City nhưng mà có vẻ như bạn lên trên này rất là thường xuyên đúng không? Bạn Nguyễn Thanh Thiên, hay là bạn trở thành fan MU đi, bạn trở thành fan MU với chúng tôi đi. Hàng tuần bạn có thể đau đớn cùng chúng tôi ở trên cái cộng đồng này được. Khối Thịnh Vượng chim cò lật đổ Man City, anh hôm nay được nghỉ làm à? Đúng, hôm nay tôi được nghỉ làm. Cho nên là thay vì tôi chửi đồng nghiệp thay vì tôi chửi đồng nghiệp thì tôi lên đây tôi chửi Cavani. Mình thực sự là trước khi về nước thì tôi cũng mong là có một lần đến Anfield, được chưa? Và tôi sẽ giấu giấu cái áo MU của tôi bên trong, hiểu không? Và tôi sẽ kiểu mở ra khe khé rồi xong đút cái camera vào cho mọi người xem một chút rồi. Nhưng mà tôi sẽ không dám cởi ra, tại vì một khi mà cởi ra là tôi ăn đấm. Và tôi là một người không muốn ăn đấm, tôi không biết các bạn thế nào. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng mà tôi là một người không muốn ăn đấm. Có thể sẽ có những người ngoài kia, thế giới bình đẳng, hoàn toàn sẽ có những người ngoài kia mà người ta thích ăn đấm, sở thích của họ là muốn ăn đấm, nhưng mà tôi thì tôi lại không thích ăn đấm. Chào tất cả mọi người rất nhiều. Chào tất cả mọi người. Tôi không hiểu vì sao tôi cứ hay nói chào mọi người rất nhiều, như lần trước có anh Tuyền Văn Hóa lên đây đúng không? Tôi bảo chào anh rất nhiều. Chào anh rất nhiều là cái quái gì à, hiểu? Chào anh rất nhiều có nghĩa là chào anh, 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 chào anh. Tuấn Nguyên bảo là sắp tới mình thắng hết tất cả các trận. Tôi còn chưa đọc hết câu của Tuấn Nguyễn mà tôi đã còn lại thì có cơ hội top 4 không anh? Nếu như về mặt toán học á, có cơ hội là vẫn có cơ hội, nhưng mà cái cơ hội nó thấp, nó lùn, nó bé tí tẹo, nó bé hơn cả mấy cái bọn hobbits ở trong Lord of the Rings, nó bé hơn cả Frodo, nó thấp, nó không thể nào mà ôi tôi khổ quá. Kiểu huấn luyện viên duy nhất mà chúng ta có thể mang về ấy, để có thể giúp những cái cầu thủ ấy tự tin ấy, rồi một cái huấn luyện viên nào đấy giỏi thôi miên hết, cầm một cái đồng hồ lên thôi miên hết tất cả những cầu thủ này thì may ra họ tin là mình đủ giỏi cho cái câu lạc bộ này. Có không à? No way. Ok, cảm ơn bạn Thành Vũ Official. Thật ra nhá, mình khá là tò mò. Ở Việt Nam ấy, rất hay có cái kiểu official. Ai cũng có thể đánh official. Mọi người làm như là kiểu bây giờ kênh nào cũng sẽ có kiểu như Hồ Ngọc Hà giả mạo, Hồ Ngọc Hà fake, Hồ Ngọc Hà deal. Khét tiếng ở trên Việt Devils Facebook page cũng đã đăng bài này rồi đúng không? Và cũng đã nói thẳng luôn là đây là marketing FC. Một cách khét tiếng ai cũng biết, cả thiên hạ biết, năm châu bốn bể biết, Mỹ Latin biết, châu Phi biết, Bắc Cực biết, tất cả mọi người đều biết hết. Score bằng trong bên đây vừa bị sổ háng như một thằng bé mầm non, thằng Tuấn. Score bằng trong bên đây mày là một thằng Tuấn. Nhưng mà khi mà bạn nói với tôi ấy là thực sự là tôi mê Pochettino, tại vì tôi biết Pochettino, tôi đã từng bắt tay với Pochettino, tôi đã từng đi làm nail với Pochettino, tôi đã từng đi cắt tóc với Pochettino, tôi thực sự là tôi đã đi đánh golf với Pochettino, tôi đã đi sơi chả với Pochettino, tôi đã làm ăn với Pochettino, tất cả những cái này thì đối với tôi nó không quan trọng, nó không có một cái chút giá trị gì ở đây cả. Người ta phải trả tiền để người ta có được những cái dịch vụ y tế. Ông này thánh rồi, ông này ở MU trả tiền cho ông ý để ông ý được hưởng những cái dịch vụ y tế của MU, thực sự luôn thánh luôn. Đây là những cái nguồn doanh thu của Manchester United khi mà bạn phân tích dựa theo qua thời gian. Ok, các bạn bình tĩnh, các bạn có thể nhìn vào phát này, bạn cái gì thế này, loạn rồi, nhiều hình vuông quá, nhiều màu quá, mắt bị so le. Bình tĩnh. DNA Manchester United kiểu như là tự dưng bạn đang đá bóng rồi bạn bạn mọc được cái giáo, xong rồi bạn mọc được một cái đuôi, xong rồi bạn tự dưng bạn bắn lửa được khỏi tay, xong rồi bạn có thể làm cho quả bóng bay lên, xong rồi phiu phát bay quả bóng vào gôn ấy. Bạn đâu có mấy cái sức mạnh đấy đâu, và chẳng có một quỷ quái gì ở đây cả. Phil Jones cắn móng tay. Ew! Mọi người thấy không? Phil Jones cắn móng tay rồi anh ngửi. Ew! Thực sự mất vệ sinh vãi chưởng Phil Jones rồi. Hãy vào viện tiếp bây giờ. Nếu như bạn hắt xì phát là cũng phải ai đang đấy đang nói xấu tôi đấy, ở bên anh này có cái câu kiểu như đấy, nếu như mà đang đang không làm gì, không có chuyện gì nó xảy ra, không bị cúm gì cả mà tự dưng hắt xì phát là nghĩ có ai đấy đang nhắc đến tên mình đấy. Thế à, tôi đang nhắc đến Cavani này, ông Cavani đang hắt xì phát rồi, phổi tôi đau quá, chấn thương phổi. Tôi đưa cho bạn 50.000 đồng cho một bát phở của bạn, đó là doanh thu của bạn, đó không phải là lợi nhuận của bạn. Lợi nhuận là khi mà bạn lấy doanh thu 50.000 đồng, bạn trừ đi hết tất cả chi phí. Ví dụ như là bạn bạn mua bánh phở, bạn mua thịt bò, bạn mua các kiểu làm bạn mất tiền đúng không? Đó là chi phí. Được chưa? Thì bạn lấy doanh thu ấy, bạn trừ đi đống chi phí đấy thì còn lại là bạn lợi nhuận. Lợi nhuận thì lúc ấy bạn có thể làm nail, bạn có thể trang điểm, bạn có thể đi chơi, bạn có thể mua vé đi xem MU và sau đấy bạn khóc tại vì kết quả nó quá tệ. Diogo Dalot kiểu siêu boring. Diogo Dalot cái đứa trong lớp mà thực sự là cái đứa nhạt nhẽo nhất trong lớp luôn. Nó không làm nhiều đến cái mức mà kiểu làm cho mình khiến cho mình ghét, nhưng mà nó không làm nhiều đến cái mức mà khiến cho mình thích. Nó là một cái đứa cực kỳ average,
kỳ trung bình luôn. Nhớ là trung bình đến cái mức là môn nào của nó cũng 5 điểm. Môn nào của nó cũng 5 điểm. Quang Trần buồn quá anh Hiếu ơi, live lúc mà sắp phải đi học. Thế đừng đi học. Tại vì là trên đây bạn có thể học được rất nhiều thứ hay ho khác về Manchester United. Cho nên bạn không cần phải đi học. Quang Trần ạ. Ôi bình tĩnh, bình tĩnh. Chắc chắn các anti fan là sẽ clip tôi cái đấy. Sẽ clip cái đoạn đấy và sẽ bảo ôi ông Hiếu là người mà cổ xuyến cái việc mà không đi học. Ôi ông Hiếu là người cổ xuyến là người bỏ học. Không, không. Bạn Quang Trần đề nghị bạn đi học ngay lập tức, ok? Nhưng mà khi mà bạn đi học ấy thì ở dưới bàn bạn có thể bật mình live để bạn theo dõi. Đấy, và bạn đeo một cái AirPod tai nghe. Chỉ có thể bị bùa, chỉ có thể bị chơi ngải thôi. Không có một cách nào có thể giải thích được cái vụ chấn thương này của Cavani. Nó kéo dài, nó lê lết, nó lết từ, nó không khác gì cái channel của tôi. Lết mãi không đến được 100.000 subscribers. Bruno có bóng mà không đủ có góc, không có góc để bơm, không có góc để bơm vào. Bàn ra giữa cho Diogo Dalot. Ông Dalo, ông bán, ông tạt cho ai đây? Ông Dalo. Và ngoài ra có thể đem được những khách mời khác, ví dụ như bình luận viên Quang Huy vân vân để lên chương trình, thì thực sự tất cả các bạn đã spam hết cái mãi cháy hơn cả cái đống thức ăn mà chơi xoài lần trước đã nấu cho tôi, cháy tung cả nhà luôn. Mãi cháy. Ok, đó là bài hát mà có thể năm sau chúng ta sẽ phải nghe được. Anh bị vậy lâu chưa? Hoài Ninh bảo là anh bị vậy lâu chưa? Khối Thịnh Vượng chim cò lật đổ Man City thực sự bạn ạ. Bạn Khối Thịnh Vượng ơi, bây giờ tôi sẽ gọi bạn là bạn Khối Thịnh Vượng rồi, thì không thể nào mà đọc tên mỗi lần mà tôi đọc comment của bạn dài lết tha lết tê kéo từ sân này sang đầu sân bên kia, không thể nào mà có một cái tên nào mà nó dài đến cái mức này được. Osman Dembele, Dybala, Sergio Ramos bây giờ cũng vào luôn cái đội Fale FC này đi, Cavani, Hazard, Phil Jones, Eric Bailly, oh my god, nghe mà thấy kiểu thảm hại cái đội gọi là cả các bệnh viện trên thế giới phải khiếp sợ luôn. Dã man. Mic to hơn được không ạ? Mic vẫn to hơn. Các bạn vẫn muốn mic to hơn. Ok rồi, đẩy cái mic to lên. Tôi chỉ sợ mic tôi to quá, nói hơi to Edison Cavani nghe được. Tai tôi chấn thương tai. Hoàn toàn có thể. Mùa hè khi mà ký Paul Pogba xong quảng cáo ầm ĩ cái lên. This is where I believe. This is where I believe. Manchester United, it's always me. I always love Man United. I want to fight for Man United. Man United will be champion. Man United will win the cups. We will be the champion of England. We will be the champion of Champions League. We will kiss the trophy. Kiss the trophy. Jack James Madison. David De Gea. Thôi xong rồi, quả đấy save of the month rồi. Quả đấy save of the month rồi. David De Gea. Quá ghê. Có một đống lò xo ở dưới chân. Bật một quả. Quá kinh. Thực sự luôn ấy. Mà bây giờ nếu như bạn đang ở trong nhà tôi ấy, bạn có thể thấy là tôi cứ hét ầm ĩ lên này. Hét ầm ĩ lên với cái màn hình này. Xong tôi đập bán này. Trong khi bà chạy xoài, bà đang bên cạnh đây. Bà đang bên cạnh bếp và bà đang bắt đầu cắt bánh. Bà ánh sáng. Thì tôi cứ ngồi ở đây, tôi cứ đập bàn, tôi cứ hét này. Chán khủng khiếp luôn. Manchester United. Kiss the trophy. Nguyễn Tuấn bảo là kiss the trophy. Dalo cũng bao nhiêu thời gian. 30 phút làm trắc nghiệm. 30 phút để viết văn. Mà không thể tạt vào cho nó đàng hoàng được. Hành động quá chậm chạp, như tôi đã nói là cái mô hình điều hành cái câu lạc bộ này nó quá kém, nó chậm chạp, những cái quy trình mà nó thực sự nó quá trì trệ. MU không khác gì là một cái kiểu một cái hình dung một cái gã khổng lồ ấy, to khỏe nhìn có vẻ lớn mạnh đấy, nhưng mà chậm chạp trì trệ, di chuyển từ A đến B mà nó lâu thế, không khác gì ấy. Đi một cái ba tanh mà có hai con rùa ở dưới. Ngoài ra ấy, ở phía dưới này ấy, trong vòng 30 năm gần đây, cái này khá là thú vị. Trong vòng 30 năm gần đây ấy, thành tích của MU ở giải ngoại Anh là gì? Ok, tôi đọc cho các bạn này. Từ năm 1992 nhá, từ năm 1992 trở đi này. Nhất, nhất, nhì, nhất, nhất, nhì, nhất, 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 ba. Nhất, ba, ba, nhì, nhất, 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 nhì, nhất, nhì, nhất, bảy.
4, 5, 6, 2, 6, 3, 2.